cười kết hợp với nụ cười tỏa nắng là một trong những vũ khí lợi hại của Chang Ki-young. Gây sốt với vai diễn cửu vĩ hồ trong My Roommate is a Gumiho, Chang Ki-young bỗng trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái bởi gương mặt không góc chết, ngoại hình cao ráo và đôi chân dài. Với lối diễn xuất truyền cảm, ít ai biết Chang Ki-young xuất thân từ công ty người mẫu của YG Entertainment rồi dấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Để có được sự công nhận của khán giả như hôm nay, Chang Ki-young đã phải đi qua những khó khăn nào? Hãy cùng mình xem hết video này nhé! Chang Ki-young sinh ngày 7 tháng 8 năm 1992 và lớn lên tại thành phố Ulsan, Hàn Quốc. Tại thành phố này, người dân có một đặc điểm khiến họ trở nên khác biệt, đó là nói tiếng địa phương, và nó khác với phương ngữ của Seoul. Thường thì các diễn viên sẽ cố gắng luyện nói để giọng mình trở nên giống với giọng Seoul. Nhưng Chang Ki-young đã luôn lựa chọn thể hiện giọng nói địa phương đặc trưng của mình. Anh đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành người mẫu, đi theo học tại một học viện model và chính thức sải bước trên sàn catwalk vào năm 2012 thông qua bộ sưu tập Xuân Hè 2012 của nhà thiết kế Choi Bum-seok. Anh đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng bản thân đã từng là một người cực kỳ nhút nhát. Nhưng khi bắt đầu làm người mẫu, Chang Ki-young đã trở nên tự tin hơn. Người hâm mộ chắc chắn có thể thấy điều này trong các video và clip trước đây về những lần anh sải bước trên sàn catwalk. Vào cùng thời điểm ra mắt, Chang Ki-young đã được chọn là người mẫu mới triển vọng do Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc bình chọn. Chỉ vừa mới 21, thế nhưng tên tuổi Chang Ki-young đã phủ sóng các sự kiện thời trang lớn nhỏ tại xứ sở Kim Chi. Cùng với Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung, đây là bộ ba của YG K-Plus thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn như Vogue Girl, Maps, Sexy. Nổi lên nhờ loạt vai chính trong các loạt tác phẩm ăn khách như Come and Hug Me hay Search WWW. Ít ai biết Chang Ki-young có màn trào sân vào lĩnh vực điện ảnh năm 2014. Với một vai nhỏ trong It's Okay That's Love, cả Chang Ki-young và Lee Sung Kyung đều xuất thân từ vai trò người mẫu. Họ cũng quen biết từ sớm và cùng là nghệ sĩ nhà YG. Ngoài đời, cặp đôi chị em còn cực thân thiết khi Chang Ki-young thường gửi cả xe cà phê đến phim trường ủng hộ cho Lee Sung Kyung. Dù chỉ là một vài khách mời, nhưng dáng dấp chuẩn người mẫu và vẻ đẹp nam tính của anh chàng đã lọt vào mắt xanh của không ít khán giả. Một trong những bộ phim thể hiện tài năng diễn xuất của Chang Ki-young phải kể đến Come and Hug Me. Đây là một bộ phim tâm lý tình cảm đẫm nước mắt của đài MBC về một tình yêu, yêu mà không dám nói, nhớ mà không dám gặp, gặp lại chỉ dám tránh. Ở Come and Hug Me, diễn xuất của Mỹ Nam họ Chang được nâng lên một tầm cao mới. Không ít lần khán giả đã phải cùng khóc, cùng cười với nhân vật Jae Do-jin, nỗi đau và mặc cảm do người cha mang lại. Tội lỗi với gia đình nạn nhân và với người mình yêu, Do-jin đã luôn không dám đối mặt với tình yêu của nữ chính. Với tạo hình cảnh sát điển trai cùng nụ cười mang tính sát thương cực cao, nhiều khán giả đã nhận xét anh giống hệt góc nghiêng của nam tài tử Hyun Bin. Có lẽ ít người biết, nhưng Chang Ki-young từng có một biệt danh là người đàn ông của IU, bởi anh chính là nam diễn viên đã quay cùng IU trong hai MV thời mới ra mắt. Trong MV Friday, cả hai có rất nhiều cảnh tương tác thân thiết. Ngay từ khi mới ra mắt, IU đã rất mạnh dạn quay những cảnh tình cảm như nắm tay, chạm mặt, thậm chí là hôn Chang Ki-young nữa. Sau đó, cặp đôi này còn gặp lại nhau một lần nữa trong bộ phim My Mister, được mong chờ có love line. Thế nhưng Lee Kwang Il, Chang Ki-young đã tán sấp mặt nữ chính từ những tập đầu tiên. Kwang Il là chủ nợ và luôn thích thú với việc tra tấn Chi-an, IU, vì anh ta đầy thù hận với Chi-an. Thậm chí, anh ta còn mua lại những khoản nợ khác và lãng vãng xung quanh cô không ngừng nghỉ. Kể từ lúc Quang Yêu bắt đầu nhận thấy có người đàn ông trung niên nào đó xuất hiện bên cạnh Chi-an, liền khiến anh ta không vui và tiếp tục tra tấn Chi-an ngày một nhiều hơn. Bởi vì đó cũng chính là cách duy nhất để Chi-an chú ý đến anh. Nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm hắc não, thì đừng ngần ngại mà xem ngay Born Again của Chang Ki-young. Câu chuyện bắt đầu vào một mùa đông năm 2020 tại một tiệm sách. Dưới cơn mưa tuyết mùa đông, sợi dây định mệnh đã kết nối ba nhân vật chính giúp họ gặp nhau. Tuy nhiên lại mắc kẹt trong số phận nghiệt ngã giữa tình yêu và thù hận.
Thế rồi thời gian quay trở lại vào 32 năm về trước, thời điểm bắt đầu cho mọi nỗi đau của hiện tại. Là một người mẫu đã chéo sang diễn xuất, Chang Ki-young đã nhận được cơn mưa lời khen khi thành công truyền tải nỗi đau, tâm lý rối loạn của nhân vật Ji-jun. Với tài năng diễn xuất bằng ánh mắt đỉnh cao, Chang Ki-young đã đẩy cảm xúc của nhân vật Ji-jun lên cao trào, khiến khán giả không khỏi thương cảm cho chàng trai có số phận bi thảm vì sự méo mó trong tâm lý đã hình thành những sai lầm gây nên tội ác. Bộ phim xoay quanh ba người phụ nữ thành công trong thời đại 4.0. Ba người phụ nữ thông minh, sắc sảo và quyết đoán có thể đánh đổi tất cả vì ước mơ của họ. Nhân vật Betemi, Im Soo-jung, một giám đốc trẻ đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp, tưởng chừng không có gì quan trọng hơn công việc. Thế nhưng một ngày, Temi gặp phải Park Bo-gun, Chang Ki-young, khiến cho cuộc đời cô nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều. Park Bo-gun là nhà soạn nhạc tài ba, anh làm trong lĩnh vực game. Anh chàng 28 tuổi đã phải lòng chị đại 38 tuổi ngay từ lần đầu gặp gỡ trong tiệm game. Tính cách của cô chính là điểm thu hút anh chàng. Cứ thế dần dần, họ đến gần nhau hơn nhờ vào những hành động, lời nói đầy si tình. Đây là số của tôi chưa ấn gọi đâu vì đó là quyết định của cô. Màn thả thính đỉnh cao đã khiến nữ tổng tài xinh đẹp lạnh lùng, không ngần ngại mà nhấc máy gọi ngay. Duyên số sắp đặt, họ gặp lại nhau và hành trình chinh phục chị đại bắt đầu. Để cưa đổ cô nàng đã qua tuổi yêu đương mặn nồng, Park Bo-gun đã lấy hết can đảm, lầy lội theo đuổi chị sậu. Anh có trình thả thính cực đỉnh, nhưng không phải kiểu tấn công dồn dập mà nhẹ nhàng, ôn nhu, bước vào trái tim nữ chính. Vì không biết trời mưa nên tôi đã không mang theo ô, vì không hề biết em sẽ khóc. Câu nói kinh điển trong bộ phim đã giúp Mo-gun có được trái tim chị đẹp Temi bằng cách lịch thiệp nhất. Truyền thuyết kể rằng, khi một con hồ ly đều sở hữu một viên ngọc đỏ, trước khi đắc đạo phải hấp thụ tinh khí con người để viên ngọc chuyển sang màu lam trong thời gian 300 năm. Quá đau khổ vì sự ra đi của người con gái đã trót mang viên ngọc, Shin Woo-yo, Chang Ki-young đã quyết định đóng lòng mình lại, không yêu thêm một cô gái nào nữa. Rồi một ngày anh gặp Lee Dam, cô gái đã vô tình nuốt phải viên ngọc của anh. Để thuận tiện cho việc tìm cách lấy ngọc ra khỏi người Dam, cô đã phải dọn đến nhà anh. Dần dần, những hành động ngô nghê của cô gái nhỏ đã dần đánh thức trái tim của cửu vĩ hồ. Trong My Roommate is a Kumiho, netizen không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp xuyên thời đại, bất chấp thời gian của Chang Ki-young. Từ nhà chim tinh, nhà văn hóa, nhà sử học, anh hùng bảo vệ dân tộc, Shin Woo-yo vẫn đẹp bất chấp. My Roommate is a Kumiho còn được biết đến với màn chemistry đỉnh cao của cặp đôi Chang Ki-young và Harry. Thậm chí, còn có tin đồn phim giả tình thật vì Mỹ Nam họ Chang luôn quan tâm Harry hết mực. Nếu không có tấm hình Harry cùng bạn trai Ryu Chun-yeon được tiết lộ sau đó, chắc chắn khán giả sẽ nghĩ cặp đôi có gì thật sự. Tuy nhiên, trên tất cả, đây không phải là lần đầu tiên Chang Ki-young dính nghi án hẹn hò. Vì những cử chỉ quá soái và ân cần, nên không ít lần Mỹ Nam sinh năm 1992 đã bị đồn đoán hẹn hò cùng bạn diễn. Là một trong những tác phẩm được mong chờ nhất và cũng là dự án thứ ba trong năm nay của Chang Ki-young. Trong Now We Are Breaking Up, anh sẽ kết hợp cùng bảo chứng rating xứ Hàn Song Hye-kyo. Bộ phim dự kiến lên sóng vào cuối năm 2021. Tuy nhà sản xuất chỉ mới hé lộ hình ảnh của một số phân đoạn, thế nhưng khoảnh khắc Chang Ki-young xuất hiện bên đàn chị hơn 11 tuổi đã khiến khán giả không khỏi phấn khích. Chang Ki-young với tạo hình trông chững chạc và quyến rũ, còn Minh Tinh sinh năm 1981 lại để lại ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung và có phần u buồn. Trong tác phẩm, Song Hye-kyo hóa thân thành Ha Young-in, trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang nổi tiếng, với vẻ ngoài xinh đẹp, thời thượng, lại sở hữu bộ óc thông minh nhạy bén. Chang Ki-young thì đảm nhận nhân vật nhiếp ảnh gia Yoon Jae-kook. Sở hữu một đôi mắt cười, Chang Ki-young luôn đem đến cho người khác cảm nhận tất cả tình yêu to lớn của mình đều được đặt hết vào trong đôi mắt. Bằng cử chỉ ánh mắt, từng nhân vật nam diễn viên thể hiện đều khiến khán giả cảm nhận rất yêu nhân vật nữ chính của mình. Cùng với phong thái lịch lãm, nụ cười tỏa nắng, Chang Ki-young chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cho bạn khi lần đầu tiên bạn bắt gặp nụ cười của anh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu có ngôi sao nào các bạn muốn xuất hiện trong số tới, hãy comment bên dưới để chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chuyện sao Hàn số tới.